Tốt không? Chào tất cả các bạn. Hôm nay chủ nhật anh em mình đi làm. Và hôm trước có nói với các bạn là được 40 ca súp thì sẽ ăn mừng thôi. Hôm nay anh em mình sẽ làm món món vịt hả gà? Vịt hả gà? Vịt đi kêu cho nó to. Hả? Ăn vịt đi kêu cho nó to. À Covid à? Nên mình làm món vịt quay các bạn, vịt nướng đi. Đi đang người ta có tre ở đây, mình cơ quan mình không có, mình đi chặt cái nhánh khế này các bạn. Đây nhánh khế trên để mà xỏ qua cái con vịt để mình nướng mình quay nha. Quay nhánh nào ngon? Cái này đó. Nhánh này được không? To thế. Chị điện ngay. 2-3 ký mà. Đấy không? Ơi đi cầm dây điện kia. Dây điện ấy. Mày quay được không? Không có nhánh mà quay gì? Chú lấy kẽm cột à. Ngon không? Gà vịt quá chừng. Con này con gì? Hả? Con này chim cút à? Con trên? Anh có biết đâu à? Giống như hay lúa à. Trên rừng làm gì có con bồ câu non? Con vịt chiêm, con vịt bầu. Nướng nướng con vịt nào? Vịt chiêm to lắm. Bán bao tiền ký chị? Bốn rồi đó, mấy bữa chín quá mà 75 cơ. A few moments later. Cái này ơi con này giờ nhìn mặt nó dữ mày. Cà đá à? 2 ký 2. Hay thế. Con này bộ con non à? Bộ con ra đàn à? Bộ câu thịt ngon hơn nhưng mà không tốt bằng chim cút này. Chờ à? Chim cút tốt hơn. Anh hết đây chơi che hả? Lung linh là lên luôn. Chém chém. Vâng, đây là một cái bếp giả chiến nè các bạn. Đi làm nhặt được ở trong cái chỗ mà người ta phá nhà để làm công trình này. Nhặt những cục gạch này. Gạch này không biết kêu gạch gì không biết. Gạch ông táo, gạch gì á mình không biết. Nhưng mà nhặt về nó cũng nặng các bạn. Đem hết nhiêu đây đi cũng nặng đấy. Hai hàng cổng về. Gà nãy giờ nướng cũng phải được như ta 15 phút 20 phút rồi. Bạn thấy vàng ngon, phần ươm luôn.
Xíu nữa là ăn được ngay. Giờ mình nướng cái nào chín cái mình lẻo mình ăn trước. Còn cái nào còn lại thì từ từ ăn sau. What? Thế mà what chơi gì vậy? Được không? Mình muốn ăn cái gì cái mình nướng cái đó trước. Cái gì với đồng chí Long mình không ăn được. Đây các bạn, đây là lòng gà xào mướp. Dạng giờ giống như cái hàng giống như cái hàng giống như cái hàng làm bò đúng không? Dubai. Mướp này chắc gà nước lắm. Đây một cái nắp nồi huyền thoại làm tan lên nè. Wow. Chạy chậm. Quay cái da đó chứ. Chết người. Đầu tiên mình giới thiệu các bạn mình chặt cây hàng nó đi chặt cây khế các bạn. Nhưng mà cây khế nó to quá không có giấy phép được, phải đi kiếm cây tre chặt. Tre là tre gai nha. Nhưng nó cũng chín rồi, sau một khoảng 45 phút các bạn thấy da vàng ươm này ha. Ngon. Da nóng. Quá ngon luôn á. Ok, bây giờ vào xử nha bạn nha. Ăn mừng 40k sub. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh. Trời ơi, chơi lớn vậy. Hiếu cách lấy.
Quá đã rồi. Chết người. Ở dưới đây nha. Rồi 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 tắt 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 tắt. Vâng, như hứa các bạn thì bốn cái chúng mình đã làm con gà. Nãy giờ mà quên mời ai luôn. Ngon các bạn. À, mùa Covid này thì mọi người không có câu gì quên này. Nếu yêu đồng bào, yêu tổ quốc thì ở chỗ nào nguyên chỗ đó các bạn, nếu không có việc gì thì hạn chế ra đường. Mình công việc của mình, anh em mình bắt buộc phải đi ra đường để xử lý hỏng, xử lý wifi cho người khác. Bởi vậy hôm nay nướng tại nhà luôn, tự quốc luôn, không có đi đâu ra quán ra tiệm gì hết, hạn chế tập trung. Rồi clip kết thúc ở đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.